Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Bít. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Vậy là đã tròn một tháng kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong tuyên bố ly hôn Cặp đôi khiến cả showbiz cảm thấy vô cùng khó hiểu với nguyên nhân thực sự khiến cả hai ly hôn Không chỉ vậy, vấn đề về quyền nuôi con thuộc về ai cũng là chủ đề được netizen quan tâm Trang 163 ngày 22 tháng 2 đưa tin, trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mất quyền nuôi con. Phùng Thiệu Phong là người chăm sóc cho cậu con trai tưởng tưởng của hai người. Một phần nguyên nhân dẫn tới việc này là do mỹ nhân họ Triệu quá bận rộn với lịch trình công việc, không có thời gian chăm con. Vậy nhưng ở một diễn biến khác, truyền thông lại tiết lộ thông tin chính Phùng Thiệu Phong là người đã ép vợ phải từ bỏ quyền nuôi con lúc cả hai đang trong thời gian hòa giải. Nam tài tử hứa với Triệu Lệ Dĩnh rằng chỉ cần cô chấp nhận với đề nghị này, anh sẽ lập tức ký đơn ly hôn. Đôi bên không còn bất cứ vướng víu nào nữa. Chưa rõ tin đồn trên là đúng hay sai, Triệu Lệ Dĩnh cũng không trả lời báo chí về việc mất quyền nuôi con. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều thông tin cho hay. Ngay từ đầu, mẹ của Phùng Tiệu Phong đã tỏ ra bất mãn về nàng dâu này. Thậm chí có thông tin cho rằng, chỉ tới khi biết Triều Lệ Dĩnh mang thai quý tử đầu lòng, mẹ chồng cô mới chấp nhận cho cô vào hảo môn. Trong một diễn biến mới nhất, truyền thông dưới trung lại đang có nguồn tin trái ngược. Theo đó, Triệu lệ Dĩnh sẽ ra yêu cầu khi thảo luận đóng phim mới, nữ diễn viên sẽ mang cả cậu con trai 2 tuổi theo mình để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, cô sẽ không chăm con một mình mà có thêm một bảo mẫu mộ nữa để lo cho tưởng tưởng thật chu đáo. Trong lúc Triệu lệ Dĩnh mải đóng phim, bảo mẫu sẽ chịu trách nhiệm trông con trai cô trong xe nghỉ ở đoàn. Sau khi thông tin này được đưa ra, netizen xứ trung đã bàn luận sôi nổi. Nhiều người bình luận, tôi hoàn toàn hiểu được tâm lý này của bậc làm cha, làm mẹ. Có con trai ở bên lại có thể được làm việc, tôi nghĩ điều này thật tốt. Vậy là Triệu Lợi Dĩnh giành được quyền nuôi con rồi ư? Sau khi hai người ly hôn, không có bất cứ tấm ảnh nào về cậu con trai của hai người lộ diện nhỉ? Về loạt tin đồn trong thời gian qua, cả hai nhân vật chính đều không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Về phần Phùng Tiểu Phong, anh cũng nhanh chóng trở lại công việc. Thậm chí dường như tài tử họ Phùng còn rất vui vẻ với cuộc sống mới. Khi có thông tin cho hay, anh mở riêng một bữa tiệc độc thân mời cả tình cũ tới tham dự. Ngày 21 tháng 5, nhiều blogger lan truyền thông tin, tiêu chiến vài triệu lợi diễn sẽ hợp tác trong hộ tầm. Đây là dự án cồi trang được xếp hạng cấp S, đặc biệt quan trọng của yêu khủ. Hộ tầm truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của cửu lộ phi hương, mẹ đẻ của Châu Diêu, thường lan quyết, ngự giao ký câu chuyện kể về chuyện tình của thiên diệu một yêu lòng ngàn năm và nhạn hồi nữ đệ tử của lăng tiêu chân nhân trên núi thần tình trong một lần làm ra chuyện sai trái mà bị trục xuất khỏi sư môn trước thông tin tiêu chiến và triệu lệ dĩnh đóng hộ tầm cư dân mạng nửa tin nửa ngờ chỉ cách đây một tháng tiêu chiến đã được đồn đoán đóng trường tương tư cùng với triệu lệ dĩnh nhưng phòng làm việc của nam diễn viên ngay lập tức phủ nhận hơn nữa tiêu chiến và triệu lệ dĩnh đều đã đóng nhiều phim tiền hiệp dự kiến khó nhận thêm dự án tương tự một số bình luận của cư dân mạng: Triệu lệ dĩnh sợ là khó, mặc dù bộ phim này rất hay, tôi cũng rất thích, nhưng cô ấy có vẻ đang chuyển mình, e rằng sẽ khó lòng nhận những dự án thần tượng tiên hiệp. Hình tượng tương đối khác nguyên tác, Từ Chiến đang đóng Ngọc Cốt sau là một bộ phim tiên hiệp huyền huyễn nên tôi nghĩ rằng bộ phim tiếp theo của anh sẽ không phải thể loại như vậy nữa. Về dĩnh thì mình thấy rằng chưa hợp với nhân vật nhạn hồi lắm. Thiên Diệu chép đầu tiên được miêu tả là thiếu niên 14 tuổi với cảnh khoe thần cờ bắp các kiểu mà có ngô lỗi thì mờ lem nhỉ. Nhận hồi vẫn chưa thấy ai hợp. Hai cô cậu này đồn đóng chấp 4 năm bộ gì rồi ấy chứ. Rồi khai máy cũng là diễn viên khác à. chúng mình biết nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.